Một chiếc xe từ đấy anh em săn đón bởi vẻ ngoài lịch thiệp và phong cách. Một chiếc xe mà theo đúng nghĩa đen là ngồi đạp xe chỉ thấy vui chứ không thấy mệt. Vâng, trước mặt anh em đây là Triumph Sticker GT thứ 5 tại Việt Nam mà nhà nước Quảng Ngãi đã có sẵn tại showroom. Với thiết kế thể thao và lịch lãm, Triumph Sticker GT trợ lực điện vẫn giữ được đường nét ăng lê của thương hiệu Triumph. Khung xe được làm từ hợp kim nhôm nên đảm bảo sự chắc chắn, trọng lượng xe tương đối nhẹ khoảng 24 cân, đã bao gồm cả pin và bộ motor truyền động. Khung xe được thiết kế gọn gàng với pin Shimano có dung tích 504W được tích hợp bên trong. Nhờ bộ pin và motor trợ lực điện, Triumph Sticker GT có thể sử dụng đối với quãng đường lên tới 150 km. Xe còn sở hữu các chế độ lái, quãng đường, tốc độ sẽ được hiển thị trên màn hình điện tử gắn ở tay lái. Ngoài ra, người lái xe có thể điều chỉnh màn hình điện tử thông qua nút bấm ở đặt ở bên trái tay lái. Xe có bộ lip điều chỉnh 7 tầng, điều này cho phép người lái có thể thay đổi dễ dàng theo tốc độ chạy. Bộ điều khiển chuyển lip được tích hợp trên tay lái bên phải, giảm sóc trước là loại rốc sóc Paragon với hành trình 65mm tích hợp với vòng quay điều chỉnh 3 cấp độ. Xe sử dụng bộ vành nan của Alex FR30 kích thích 27.5 inch cùng với bộ lốp Swanby bảng rộng 2 inch, đi kèm với đó là bộ phanh Shimano R6000 kết hợp với đĩa phanh Shimano SMRT30 có kích thước lần lượt là 180mm và 160mm cho phanh trước và phanh sau. Điểm thú vị của mẫu xe này chính là khi người lái xe đạp thì motor điện mới hoạt động để hỗ trợ thêm lực cho pedal, giúp cho việc đạp xe trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là trong những pha tăng tốc hoặc đạp xe lên dốc. Hãy nhanh tay liên hệ hotline để được tư vấn chi tiết và mua xe với mức giá ưu đãi nhất. Em Thái đến từ Mô tô Đức Quảng Ngãi.